Vâng, xin chào toàn thể quý vị, chào các bạn. Hôm nay Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách trồng cây đậu đũa đơn giản, sai chịu quả nha các bạn. Như các bạn đã biết thì cây đậu đũa được biết đến như một món ăn giàu chất dinh dưỡng. Không chỉ vậy mà cây đậu đũa còn là vị thuốc rất lành tính và rất dễ sử dụng. Cây đậu đũa rất dễ trồng, rất dễ chăm sóc và có khả năng chịu hạn, chịu úng rất tốt. Thứ nhất, trồng cây đậu đũa thì các bạn cần chuẩn bị những dụng cụ như sau. Các vật dụng như khay, chậu, bao xi măng, thùng xốp. Lưu ý, dụng cụ phải thoát nước tốt và các bạn phải xử lý để tránh bị ngập úng. Các bạn chỉ cần sử dụng các vật dụng và dụng cụ đơn giản như vậy để các bạn trồng. Ngoài việc trồng bằng các phương pháp như đã nêu trên thì các bạn có thể trồng trực tiếp xuống đất cũng được. Để đảm bảo điều kiện trồng tốt nhất thì các bạn phải chuẩn bị đất trồng. Đối với đất trồng thì cần đảm bảo điều kiện tơi xốp. Nếu có điều kiện thì các bạn cần phơi đất, thau chua, xử lý trước khi gieo trồng. Thông thường, các bạn nên trồng vào đất có độ pH từ 6 đến 7. Ngoài ra thì, theo nhiều năm trồng thì chúng tôi thấy cây đậu đũa có thể trồng ở nhiều loại đất khác nhau. Nhưng tốt nhất là các bạn nên chọn loại đất có độ giữ ẩm tốt, giàu chất mùn. Để đảm bảo điều kiện trồng tốt nhất thì các bạn cần chuẩn bị giá thể đất như vỏ trấu, sơ dừa, các loại phân bò, phân gà, phân vịt, phân chuồn quế hoặc là các loại phân đã hoai mục các bạn trộn để trồng. Thứ ba là đây là cây ưa ánh sáng mạnh, cần sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Thứ tư, các bạn cần chuẩn bị hạt giống. Đối với hạt giống thì các bạn có thể mua ở các vựa nông sản, giống cây trồng hoặc là siêu thị. Thứ năm, đối với chế độ ngâm ủ và gieo hạt. Hạt giống thì trước khi trồng các bạn cần phải ngâm nước ấm ở nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng để đảm bảo độ nảy mầm tốt. Sau đó các bạn dùng khăn ủ. Khi hạt đã nảy mầm thì các bạn gieo vào trong các dụng cụ như đã nêu trên. Còn không thì các bạn gieo trồng trực tiếp xuống đất. Đối với phương pháp gieo trồng trực tiếp xuống đất thì ở trên chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về chuẩn bị đất. Còn đối với gieo trồng trực tiếp xuống đất thì các bạn không cần ngâm hạt giống cũng được, mà các bạn gieo trực tiếp vào đất vẫn đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Các bạn khi gieo trồng đối với
hàng của cây đậu đũa thì các bạn nên cách nhau khoảng từ 60 đến 70 cm. Còn khi trồng hạt, các bạn nên trồng cây cách cây từ 25 đến 30 cm. Sau khi gieo trồng xong, các bạn nên lấp một lớp đất mỏng khoảng 1 cm. Sau khi gieo trồng xong, các bạn nên tưới ẩm hàng ngày bằng vòi phun nhẹ. Thứ 6, cách chăm sóc. Sau khi gieo trồng từ 20 đến 25 ngày và cây đạt chiều cao trung bình từ 15 đến 20 cm thì các bạn sẽ tiến hành bón thúc phân lần một bằng các loại phân chuồng đã hoai mục. Cứ 7 đến 10 ngày thì các bạn nên bón một đợt và sẽ tiến hành làm giàn cho cây. Các bạn có thể dùng que tre, các loại cành củi để các bạn cắm để cho đậu đũa neo. Các bạn lưu ý phải đảm bảo điều kiện cho cây đậu đũa neo tốt thì cây mới cho ra nhiều quả. Để tiết kiệm thời gian cũng như là công sức thì các bạn nên mua lưới mắt cáo về để các bạn trăng như trên màn hình. Quý vị và các bạn đang quan sát vẫn đảm bảo yếu tố cây sinh trưởng và cho ra hoa tốt. Thứ 7 là chế độ diệt trừ sâu bệnh. Theo nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì chúng tôi thấy cây đậu đũa thường hay bị các loại bệnh như bệnh sâu ăn lá, bệnh rầy rẹp, bọ xít. Đối với việc ngăn chặn và chữa trị kịp thời là rất cần thiết. Nếu các bạn để lâu thì các loại sinh vật này sẽ làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng cũng như là sự ra hoa kết quả đối với cây đậu đũa. Các bạn hết sức lưu ý. Còn đối với phương pháp diệt trừ thì các bạn có thể ra ngoài cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt trừ các loại sâu hoặc là thuốc diệt trừ rầy rẹp. Khi phát hiện có rẹp hàng ngày, các bạn nên quan sát chú ý khi mới hình thành các loài rẹp mới, các bạn phải tìm cách loại trừ ngay. Các bạn có thể làm bằng phương pháp thủ công như dùng bằng tay hoặc là các bạn dùng vòi nước xả mạnh, các bạn xịt thật mạnh để làm bay các rầy rẹp. Các bạn hết sức lưu ý. Thứ 8 là việc thu hoạch đối với cây đậu đũa. Thông thường thì chu kỳ thu hoạch của cây đậu đũa từ 50 đến 60 ngày. Các bạn lưu ý nên thu cây đậu đũa khi quả còn bánh tẻ, tránh để già, như vậy ăn sẽ không ngon. Vâng, trên đây Nguyễn Tâm vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật trồng cây đậu đũa. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì hãy ấn đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ kênh của Nguyễn Tâm. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video mới nhất.